thanh nhạc. Và nó khác với bạn bằng support, bằng cảm xúc vào. Nó là một cái sức cảm xúc, nó là một cái sức mạnh vô hình. Âm nhạc là phải có cảm xúc. Cảm xúc nhiều hay ít là do cái câu chuyện gọi là bạn có biết lắng động đưa cái cảm xúc của mình vào trong bài hát hay không, hay là cảm xúc đó bạn không dám thể hiện nó ra ngoài. À, cái câu chuyện mình nói ai phải dám thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài bằng giọng hát, bằng sự nức nở của mình, thì cái giọng hát của mình nó sẽ trở nên hay hơn. Yo Diễn. Xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của thầy Phong. Hơ nốt là mình, à mình là thầy Phong hai nốt. Hai nó à. Ok, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ca khúc trong Sorry hát hay như ngôi sao Bùi Anh Tuấn với ca khúc Nơi Tình Yêu Kết Thúc. Bữa mình nơi tình yêu bắt đầu rồi, bây giờ mình yêu mình kết thúc mà. Kết thúc một cuộc tình. Ok. Ok, và sau đây chúng ta sẽ hát vô luôn bài. Tông là tông la trưởng. Ấy lộn, la thứ. Đây buồn mà tông trưởng. Rồi vô nha. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, lạnh không em, lẻ loi bàn tay xa rời, xa rời. Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Này mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối. Và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người vẫn đi, mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những an tình người mang theo thành băng giá. Xin hãy một lần. Dạ. Hình như là phía là không sao, lên một tông nữa là si. À, bài này cao nhất là tông si. Không khó nha. Là si, là si, là si. Tenor, tenor, tenor. Tenor đu bài này ok. Rồi ok, tenor nhảy vô nè. Còn bari tông mà gán hạ cho mình một tông nha. Một tới hai tông. Ok. Rồi bây giờ là mình sẽ hát từng câu nha các bạn. Bây giờ bạn để ý chút xíu là bài này không khó đâu. Nếu tenor thì cố gắng là sử dụng cái hơi của nó tốt. Hơi hạn chế sử dụng lực. Tại vì khi mình hát chúng ta dùng lực quá nhiều mà không sử dụng hơi thì lấy đâu mà hát. Tại vì hơi nó tác động vào các khoảng vang để tạo nên âm thanh. À, hay hay dở là nó do cảm xúc. À, vì hơi khoảng vang nó tạo nên vị trí âm thanh đấy. À, nó tạo nên các vị trí âm thanh cộng với cái việc gọi là cảm xúc thì nó ra một bài hát hơi. À, với những cái kỹ thuật nữa, với nhấn nhá cảm xúc thì nó tạo nên sự nhấn nhá trong bài hát. Ok, và sau đây mình sẽ hát từng câu để cho các bạn có thể hình dung khái quát hơn về cái bài hát này. Hay làm sao ho. Ok, mình đứng cái ghế này luôn để thấy thấp quá đánh khó chịu. Hơi thở. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, tâm sự nè. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay giá rời. Lạc mất nhau từ đâu
mà bao yêu dấu vẫn nơi đây, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Nay mùa đông ấy, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gương mây đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người vẫn đi mưa mãi rơi đây. Nào, khi mình hát mình nhớ mình cho cái lời tự sự vào trong đó, và mình để cho cái giọng của mình như thế này nè, nức nở, và như thế là mình sẽ hát được bài hát này như thế này. Các bạn cố gắng cảm nhận nha, đây là giọng nói của mình rồi, đây là giọng cái hát của mình. Khi hát được những bản ballad muốn nó tình cảm thì phải như vậy. Và bây giờ mình sẽ làm lại với cái kỹ thuật này, kỹ thuật nức nở. Nức nở, ok. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, hơi thở nó tác động lên mít vôi và cùng nức nở nè. Ê, hình như nó nở nôi. Đúng rồi, vô. Tiếp tục luôn. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay xa rời, lạc mất nhau từ đầu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Này mùa đông mây, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người vẫn đi mưa mãi rơi đây. Đó, dễ lắm các bạn ơi, kỹ thuật có nhiêu đó à. Tại vì mình tập là mình tập 100% kỹ thuật, nhưng mà khi mà mình cái quá trình mình nhuần nhuyễn rồi, mình cố gắng làm sao tinh gọn cái kỹ thuật lại chỉ còn 20% thôi. 100 tinh gọn 20% thôi. Còn lại là 80% bạn phải nhớ về mặt cảm xúc để bạn xử lý cái bài hát nó tình cảm và da diết và thoải mái và tự do feeling nhất. Ok. Nói chung là chất nhất, chất với cá tính của mình bây giờ phải chơi nha. Ai theo đúng hướng đó thì chắc chắn sẽ thành công trong việc hát các ca khúc hay. Ok, tiếp tục vô nè. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi, xin em hãy một lần nhìn lại phía sau, xin hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Cũng khó, đâu có cao đâu, khúc này đâu có cao đâu. Lạc mất lối, nó phải luôn giữ cái sự nức nở đó. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo bằng cảm xúc đây, người mang theo thành băng giá. Một chút chất hờn ha, buồn bã. Tiếp nối nào. Người yêu ơi, từng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau, xin hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Đấy, quá dễ, quá đơn giản, không có gì khó cả. Mình là hướng dẫn cho các bạn cái mà cái sự đơn giản, cái sự tinh gọn, cái sự tinh tế nhất rồi, chứ không phải là học lan man. Mình tập lan man kỹ quá trời kỹ thuật luôn rồi cuối cùng tóm gọn lại một câu là hát không hay. Như không, đúng không? Thì tập là phải tập làm sao để cho nó hát hay. Hát hay thì tóm gọn của mình có nhiêu đó đó, và tập kia cho nó quen đi. Rồi còn những cái kỹ thuật khác như là chat boy, hát voi, rồi
rồi cái gì vôi vôi rồi cái gì đó thì cái đó từ từ mình tính tiếp. Cái đó thì tập cho biết, tập để cho mở, cho có cảm giác thôi. Còn khi mà hát thì cuối cùng cũng một điều là quên hết nó đi. Giữ lại chút xíu những kỹ thuật mà mình nói thôi. Đừng có giữ nhiều quá cuối cùng bị lạm dụng kỹ thuật đó các bạn ơi. Các bạn quên mất đi cảm xúc đó các bạn ơi. Ok nha. Đoạn xong. Này mùa đông ơi, ngoài kia mùa người tôi yêu lẻ loi phiêu nào, xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người, cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Nhưng tiếc nuối dù như thế nào đi nữa thì những người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Làng mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau, xin hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Lạc mất lối. Ok, lên tông, lên một tông. Wow, la lên xì nha. Rồi, ok. Thì mid voice là phải biết. Cái mid voice là cái quan trọng nhất. Trong mid voice thì nó sẽ làm ổn định cái giọng hát của bạn. Nó sẽ kết nối được giọng chest và giọng hát. Thì nắm được cái mid voice là các bạn đã nắm được rất phải là 80%. Nếu mà nắm được mid voice chắc là 80% những cái kỹ thuật về thanh nhạc rồi đó. Thì mình sẽ làm những cái bài hướng dẫn sau này sắp tới là về mid voice nhiều ha. Các bạn cố gắng tập trung nha, các bạn cố gắng đăng ký kênh của mình và xem cái kỹ thuật mid voice, giọng falsetto rồi đó, tầm nhiêu đó thôi. Rồi còn lại là xem những cái bài này là để bắt đầu đi vào chi tiết các bài hát, xử lý như thế nào, nghe và có cảm giác, tránh làm tiệt hơi thở, tránh làm mất hơi thở khi hát. Rồi ok, vô. À, lên tông. Rồi. Phải luôn giữ cái cảm xúc nức nở đó. Tuyệt đối lên cao mà gào thét. Lên cao là nức nở nhiều hơn. Ok nha, lên cao là phải nức nở nhiều hơn. Đó như vậy. Chứ không phải lên cao là để gào thét. Gào thét là banh cái cổ họng mình luôn. Nức nở nhiều hơn là lạc mất lối, lạc mất lối. Làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau, xin hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần, hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Tại nói hát hay không bằng nghe hát, hay tập hát đi, hát riết rồi, hoặc là xem video của mình đó, xem riết rồi cũng bị sẽ ảnh hưởng thôi. Tới nay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình hát được, bạn cứ gần mình riết đi, các bạn cũng sẽ hát được thôi. Chứ không phải là mình không hát được nha, đây là những video chứng minh cho các bạn thấy là mình hát được. Chứ không phải là mình hát không được bài này, mấy bài này thì có gì đâu khó, mà mơ hồ phố không mùa mấy bài nó mới khó, mới cao. Hay là bài giống như qua nước ngoài nghe, mình listen. I am along at the crossroad. Đó, mấy bài đó mới khó. À, ok, sao mai mốt, đúng rồi, mai mốt mình sẽ làm một cái series bực mí chút xíu, là mình sẽ làm một cái series về tiếng Anh thôi. Biết hát bài nào thì mình sẽ hát bài đó thôi, chứ không phải là hát theo yêu cầu được nha, tiếng Anh nó khác tiếng Việt. Ok, có nhiều bạn cũng kêu mình hát Seagull đi. Ok, bài đó mình cũng rất là thích. Từ từ đi, hát tiếng Việt trước đi, chinh phục được mấy cái bài của Bùi Anh Tuấn, Bằng Kiều, đồ này nọ đi. Rồi từ từ mình nhảy qua nước ngoài sao, có gì đâu phải gấp. Rồi,
À, thì như vậy thôi, chứ không có khó vậy nha. Đẩy cảm xúc lên, không gào, vẫn cứ hơi thở, vẫn cứ falsetto, vẫn cứ nức nở nhiều hơn. Rồi mình làm lại một lần nữa nha các bạn. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Phiêu, cái đó là phiêu. Trắng xóa vì những ân tình người mang theo thành băng xa. Người yêu ơi, anh nói với em nè. Người yêu ơi, đừng đi, xin em hãy một lần nhìn lại phía sau. Hãy một lần nhìn lại phía sau. Xin hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau. Xin hãy một lần, hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau. Xin hãy một lần. Ok rồi, đó đơn giản như vậy thôi nha. Các bạn để ý nha, khi mình hát á, giọng của mình nó nức nở, tự nhiên nó kéo âm thanh lên ghê lắm. Đó, nó kéo âm thanh cực kỳ luôn. Cái đó là một kỹ thuật gọi là nhất vị trí âm thanh. Không phải giỡn đâu. Muốn nhất vị trí âm thanh bằng kỹ năng thì nó sẽ, còn nhất vị trí âm thanh support bằng cảm xúc là đó. Một kỹ thuật đàng hoàng chứ không phải là nói nó xuân nó mẹn. Nào, kỹ thuật mình bằng support nó bằng hơi thở, hay là bằng support nó bằng những cái kiến thức, thà cái kiến thức, đúng rồi kiến thức thanh nhạc. Và nó khác với bạn bằng support bằng cảm xúc vào. Nó là một cái sức cảm xúc, nó là một cái sức mạnh vô hình. Âm nhạc là phải có cảm xúc. Cảm xúc nhiều hay ít là do cái câu chuyện gọi là bạn có biết lắng động, đưa cái cảm xúc của mình vào trong bài hát hay không, hay là cảm xúc đó bạn không dám thể hiện nó ra ngoài. À, cái câu chuyện mình nói ai, phải dám thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài bằng giọng hát, bằng sự nức nở của mình, thì cái giọng hát của mình nó sẽ trở nên hay hơn và nó hấp dẫn hơn. Ok, chúc các bạn sẽ thành công với ca khúc Nơi Tình Yêu Kết Thúc của Bùi Anh Tuấn trong series Hát Hay Như Ngôi Sao Bùi Anh Tuấn của Thầy Phong Hai Nốt. Thầy Phong Nốt là mình đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video tới tận cùng này. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn. Có những thắc mắc nào, đóng góp ý kiến nào, những khó khăn nào thì các bạn cứ comment bên dưới nha, để mình sẽ làm video, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cận kẽ hơn. Ok, rồi tiếp tục mình cùng nhau học hỏi phát triển. Mình sẽ làm video dài. Các bạn cứ ủng hộ cho mình và nhớ là đăng ký kênh, like và nhớ subscribe luôn, để có những video mới thì các bạn sẽ nhận thông báo và các bạn xem, để không bỏ lỡ các kiến thức nào, cái kiến thức nào cho các bạn. Có nhiều bạn mình làm video, mình làm tới bây giờ mình làm cũng biết bao nhiêu video rồi, quay lại hỏi mình: thầy ơi, thầy làm cái này, thầy làm cái kia, trời ơi mình làm quá trời rồi. Mình làm quá trời luôn rồi. Ê, vì sao các bạn chịu khó và mà đăng ký kênh của mình, rồi các bạn vô trong đó bạn lục lọi, bạn coi kho tàng về kiến thức thanh nhạc đó. Lục lọi bạn coi ha. Ok, còn nếu có khó khăn gì các bạn cứ đăng ký kênh và rồi comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye, hẹn ngày gặp lại. Bye bye.